Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Kiến Thức Hang. Thì trong cái video ngày hôm nay đó, mình sẽ chia sẻ một cái mẹo để giúp các bạn có thể phát triển cái kênh YouTube của mình. Thì các bạn cũng biết á, khi mà chúng ta phát triển cái YouTube thì sẽ có nhiều cái video và chúng ta sẽ nhận được những cái phản hồi từ chính những cái khán giả mà xem cái kênh YouTube chúng ta. Thì nếu mà chúng ta phản hồi tốt với khán giả của mình và trả lời được những cái thắc mắc mà khán giả người ta hỏi thì đó cũng là một cái cách để tăng cái tương tác cho cái video của chúng ta. Đồng thời á, nó cũng giúp cho cái điểm sale, tức là cái video mà có nhiều điểm tương tác, thì khi mà chúng ta trả lời như vậy thì có khả năng khán giả lại quay trở lại cái video đó, người ta xem lại, thì nó cũng khiến cho cái lượt xem á, nó tăng lên. Thì đối với những cái bạn mà có một cái kênh YouTube nhỏ đó thì cái việc mà trả lời bình luận của khán giả nó tương đối là đơn giản. Tuy nhiên đối với những cái kênh mà lớn thì hàng ngày á, có hàng trăm, hàng ngàn cái bình luận. Thì cái việc mà trả lời những cái bình luận này á, nó rất là tốn thời gian của chúng ta. Để giúp cho kênh phát triển thì cần phải trả lời khán giả của mình. Nhưng trả lời thì lại tốn quá nhiều thời gian. Chúng ta lại không có đủ thời gian để chúng ta sáng tạo video để phục vụ khán giả. Thế thì một vấn đề đặt ra ở đây là làm thế nào để có thể trả lời câu hỏi của khán giả nhanh hơn và giúp cho họ có thể xem được những cái video mà họ đang cần, từ đó cũng dẫn đến cái việc tăng view cho cái kênh YouTube của chúng ta. Thì trong cái video này đó, kênh Kiến Thức sẽ hướng dẫn các bạn một cái thủ thuật giúp cho các bạn có thể trả lời câu hỏi nhanh hơn cho những cái khán giả theo dõi kênh YouTube của chúng ta. Thì các bạn có thể kích vào cái biểu tượng kênh ha, các bạn chọn cái phần là YouTube Studio. Thì sau đó chúng ta sẽ vào được cái trang quản lý kênh. Ở đây thì mình đã mở sẵn rồi. Các bạn nhìn bên tay trái nó sẽ có một cái mục là bình luận ha. Thì các bạn thấy có rất nhiều bình luận ở đây. Khán giả người ta thắc mắc những cái vấn đề liên quan đến cái video của mình. Các bạn có thể trả lời theo cách bình thường. Thì nếu mà chúng ta phản hồi theo cách thủ công như thế này á, thì nó sẽ rất là tốn thời gian. Các bạn thấy là trên cái trình duyệt web của mình á, mình có cài sẵn một cái login là viết IQ. Thì đây là một cái login hoàn toàn miễn phí ha. Các bạn có thể cài đặt miễn phí vào trong cái trình duyệt web Google Chrome hoặc là Cốc Cốc. Thì nếu bạn nào mà chưa có cài đặt được với IQ á, thì mình sẽ để một cái hướng dẫn trong cái mô tả của video này ha. Các bạn có thể bấm vào để các bạn xem. Thì nếu mà chúng ta đã có cài đặt với IQ rồi á, thì các bạn thấy ở đây á, nó sẽ rất là hay ở chỗ là chúng ta sẽ biết được cái kênh mà bình luận á, họ có bao nhiêu cái lượt đăng ký. À, tức là có bao nhiêu subscribe đó. Và ngay chỗ cái phần phản hồi đó, các bạn sẽ thấy có một cái biểu tượng viết IQ nằm chỗ này. Và chúng ta có thể kích vào cái phần đó ha, để chúng ta có thể phản hồi nhanh. Thì các bạn thấy ở đây á, mình có để sẵn một số cái mẫu câu trả lời thông dụng ha. Ví dụ như mình muốn trả lời cái câu hỏi là cảm ơn bạn này nè, thì mình nói là bạn hãy đăng ký kênh, nhấn cái chuông gì đó. Thì ở đây mình đã có sẵn rồi. Thì các bạn cứ việc bấm vào cái nút là chèn trả lời thôi. Thì lúc này nó đã điền sẵn hết nội dung của chúng ta. Chúng ta chỉ việc bấm vào cái nút phản hồi thì nó sẽ trả lời cho các bạn này. Rồi, ví dụ như ở đây có một cái bạn hỏi là link tải Office 2016 ở đâu. Thì ở đây có thể là chúng ta sẽ up lên Google Drive hoặc là chúng ta up lên một cái trang web nào đó. Thì ở đây chúng ta cũng có thể soạn sẵn một cái mẫu câu để chúng ta trả lời cho những cái bạn mà cần tải cái Office 2016. Thì ở đây tạo ra một cái mẫu trả lời á, nó cũng rất là đơn giản. Các bạn kích vào cái biểu tượng viết IQ. Ở đây các bạn có thể tạo ra một cái mẫu mới nè. Ví dụ mình đặt cái tên là Office 2016 hoặc là tải Office 2016. Thì ở đây chúng ta có thể ghi là các bạn có thể tải cái link này á, ở trang web ABC gì đó. Chúng ta sẽ ghi ra chỗ này. Ví dụ như mình chấm 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 ha, còn các bạn sẽ dán cái link vào chỗ này. Và ở đây nó có một cái hay nữa đó, nếu mà các bạn muốn là trả lời cho đúng cái tên của cái người mà đang bình luận á, thì các bạn có thể sử dụng cái mẫu này ha, các bạn bỏ vào đây. Ví dụ như bạn ABC gì đó đang hỏi thì mình sẽ trả lời là bạn ABC có thể tải cái Office 2016 Roulette tại đây ha. Các bạn bấm vào nút tạo này. Thì các bạn thấy nè, tự động nó thêm cái tên của cái người hỏi vào đây.
Các bạn thấy không? Các bạn Lê Nguyệt nè. Các bạn thấy ok chưa? Rồi, thì ở đây các bạn chỉ việc bấm chèn trả lời thì nó sẽ đưa vào trong đây. Dĩ nhiên cái này mình chưa có để cái link ha, mình chỉ đang làm demo thôi. Thì sau khi mà các bạn thực hiện xong thì các bạn bấm vào cái nút phản hồi thì nó sẽ trả lời cho cái khán giả của chúng ta trên cái kênh. Thì cái việc mà chúng ta trả lời họ để giúp cho họ xử lý được những cái thắc mắc mà họ đang vướng phải thì sẽ rất là hay trong cái việc phát triển một cái kênh YouTube. Thì cái mẹo này trước đây mình cũng đã có chia sẻ rồi. Thì trong cái video này mình nói kỹ hơn để các bạn có thể dễ dàng nắm bắt và phục vụ cái khán giả trên kênh của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này. Các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình và để lại những cái bình luận bên dưới ha. Chào các bạn.